phơ ỏi ca chắc căn đơ tủ sạp bài ní căn tại miếp hiếp snật nâng phơ ỏi bó kê đi nó bó dừng căn tại miếp hiếp sọc sát lịch lâu chừng mùn riêng ai ca ra chả nạp tôi luôn nằm thay kháng bốc dưới cả ba một bẹo bốc chừng mùi nâng ế rong đồng đỏ tận để dương hai thái water drop screen chừng mùi nâng ế rong đồng đỏ tận đi phong đá dưới cả ba một bẹo bốc chừng mùi nâng bọc hết ế rong chìa xúc chìa ế rong AMOLED để miếng cập rớt bằng hang Full HD Plus chìa mùi nâng ế rong đài miếng cập rớt liên là hô tật đỏ cái sập mùi chạy phạm phía rồi đào bây bằng cách nơi ế rong đỏ sọc sát mùi đi dưới cả ba một bẹo nơi bật chai vì chìa chỉ ra từ lâu ekran mới đi phong đá đôi chỉ camera đại biểu tổng hợp 25 megapixel bộ rum chỉ mới nằng sensor sầm khăn đỏ tây xây tiệm hai quay đại can đại biểu xây chiến lược tiệm nó cử ba bóng bẹt bộ chỉ mới nằng cảnh chọn cam bìa Corning Gorilla Glass chụp nón thì phẩm môi đại viên miên thiệp run mòn trên Corning Gorilla chụp nón thì phẩm hô tạt đỏ pì đỏ bảo ta rồi dạ đỏ trong Corning ban ở đằng thế cảnh chọn Corning nỉ anh phơ ca miền thiệp răng mòn chừng mòn có dương bán phật ca tè chìm bôi nâng cái chọn Corning ní có hốt chìm bôi rồi dẹp cầm phu mùi mát chìm bôi nâng ca phật tè thẹ rồi hốt đó đỏ răng bòn đòi mà miền ca khôi khai rồi vậy chẳng o đôi ní chúng mình là phải chạy thiệp cái chọn đỏ răng mòn bạn ní dương chi nhận hàng OPPO R17 Pro bao dương thưa ơi đẹp ra ra can tại miền tập lộc chìm bôi nâng cơ đồng thiệp ở bảo việt hai ở vậy đẹp sẽ chiến lược đầu tiên nốt cử OPPO R17 Pro bao dương các bạn bọc bẹ bốc chìm bôi nâng cảnh chọn Honing Gorilla cái đó chúng nó ti phạm mối này cái chỉ trong hôn đại bằng bẹ mông chúng mình cần chọn đi là một cái phần là lưỡi phổ lồ là bây giờ các để cho ba ông pin là phải chạy vị trí có đôi chìa ca đây chỉ là một đòn sốt ăn là lưỡi từ sạp đây OPPO ở đầu video số chưa kể được ở phía anh chị tạm đang clip video để một hàng vì ca đây chỉ là mới đi phòng này R17 Pro. บ่ก็ไปยิงบ้านอุตสนาในวิดีโอบ่าง2ปีการได้ชนะมื้อนี้ឥឡូវនេះយើងសូមនិយាយអំពីការអបច្ចេកវិទ្យាដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹង ទូរស័ព្ទភាគច្រើនអាចធ្វើការថតរូបនៅពេលថ្ងៃបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលជា ໃນທາງໄທທີ່ພອງໄດ້ຍັງກໍບ້ານບໍແປມົກຢູ່ຫນຶ່ງມຸກງາຍ Smart Aperture ໂດຍເລີອໍຂອງປະພິພິໂຣຂອງເຈິງແລະຍັງໃຫ້ຖ້າຄືຊິການປະເລືໄວ້ຊາດແລະວີອາດຖືການພ້າປະໂດປີກໍາປະເລື F2.4 ໂດຍກໍາປະເລື F1.5 ໃນເປດໃດທີ່ຕັ້ງໄດ້ມີສະຖານະພາບປະເລືຄັ້ງວີຫນຶ່ງຖືການບັດໃນກໍາປະເລືນີ້ໂດຍຊິການປະເລືໂຕດແລະມີທົມ F2.4 ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຖ້າຖອດຮູບບ້ານຢ່າງລໍຊິມືຫນຶ່ງປໍດໍສອງສະອາດພອງໄດ້ຫຼືອາຍການຖອດຮູບ នៅពេលដែលមានពលិសខោយជាមួយនឹងទីតាំងដែលមានសភាពងងឹតយើងក៏បានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការពលិសទៅជាការពលិសដែលស្វ័យប្រវត្តិដែលវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាការពលិស F1.5 នេះគឺជាមុខងារពិសេសដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាំប៉ាលើ lens đại chỉ lens 70 đã anh nhà thưa các thọ luôn đã bị dụng anh lỏ bộ luôn chỉ mới sensor rồi bộ luôn Sony đại chỉ sensor đại miền pixel plus đã anh nhà ở những thưa các thọ luôn anh lỏ hai sensor plus đi phòng đấy vì cái chỉ sensor đại miền tổng hôm môi trạch buồn micromet bộ luôn chỉ mới sensor
đại miên tầm hồn môi trực pi 25 phòng này lưu bình đi đặc tiết dưới cậu ban bằng thêm nơi sau về đại phương ca giang là o chìa mùi nặng các bạn đã bỏ o trang mùi ní cứ nút cực đại dương 2 chung AI Ultra Clear Engine đại nó bên ní các bạn đã nếu các hàng trao được bỏ tù xa OPPO ai phương ca chìa mùi nặng sau về ban giang là o đại phương ca thoa rút chìa mùi nặng ca bắt đất vô rút hiếp nơi bây dốc ban càng tờ là o chìa mùi hai rút hiếp hàng trao khi bạn ní cứ chìa rút hiếp đại bằng hai chìa rút hiếp xem phó đại thoa trên bì OPPO R17 Pro mình thay nắp tin của ngật nhưng có ai phơi cá thọ ru chỉ mỗi nàng o đọc và vi pro bỏ chế ban can để lo chuyện mình hai vậy đại can để sai chi nuôi từ tiết nhưng có ban một bẹ một chỉ mỗi nàng camera crop thì bảy đại những hai thẻ TOF camera ta vậy tới chỉ TOF camera bịa bên là bỏ viết cứ time of flight ban vậy sửa sang tới cứ một nghĩa time of flight này vi an ở nhà đại những phơi cá ra ra chỉ mỗi nàng TOF camera này đầm bảy phơi cá vo nơi cầm liệt tì tàng rồi viên mật nốt năng vật thổ này rút hiện môi nốt đài pra pra nơi laser đài bánh trên bị thiêu ôi cam ràng đi đập bây quát nơi cầm điện rồi bỏ về chúng mới nâng ca cầm nay áp đẹp thông mây nơi lưu software dưới thằng ban từ tour này thiêu ôi cam ràng đã an ở nhà đại dương phơ ca thọt vô rút hiện nâng video bài A on hoặc VR hai vậy đẹp sẽ chính đồ từ tiết lúc cứ ổ đọc và phí rô đọc bỏ dưới cứ chìa tu sẽ tổng bộ khơi nơi lưu bị phốp đốc đại ba một bẹp bộ chúng mới nâng mục structure light rôn khí chúng mới nâng thiêu ôi cam ràng nơi bên hàng mốt thì ôi camera đi có ai thưa chìa ốp cò đỏ o cha muối đã ai thưa chìa bần tốt AO đã ai nhà đại dương phương ca vô nơi bảo vay này và thổ muối đứa muối cò bảo vay này tì tăng là muối được ní đi cái chìa mốt nghe bị xe xét để ban bằng bẹp mốt chìa bình được camera tay hàng cao được bỏ OPPO o đọc bằng pin pro hai ở vậy đại can được xe trên nước thực tiết dưới cọ bàn bằng bẹp mốt chìa muối nặng camera tay hàng mốt đại miếng tổng hôm rồi hô tận đỏ một paypal megapixel hai camera mini phong đá để dùng ở chỗ biết hả 25 megapixel AI beauty camera hai một cái camera nếu thay khẳng mô ni phong đá vì có ai thua ca thô rụp tóc tạ bài chút chút để dùng ở chỗ thế ôm mô chỉ nhưng chưa chạy thế mình bắt đầu đi và có chỉ bên chất nơi một cái mới này để anh nhận những thua ca thô rụp những video bài chút chút bật tọa mô thua ca xe tơ lơ bật đáy sẵn cùng hai camera đặc biệt chi tiêu tiết như có bạn một bẹp mốc chỉ mùi nặng một nghĩa scan của giá đáy lưu ekron đời nó bây đại dương còn tại khơi nơi icon đại bằng hai nhóm pì ca scan của giá đáy ní nhưng còn tại ba tờ lưu việt tha thá dương nằng ai phơ ca ba đo sao chỉ mỗi nằng một nghĩa scan của giá đáy lưu ekron ní ba mươi đồng pì nằng miết sau bạt tập hiệp được ní oppo ở đầu bạt pì rồi bỏ dương hai ca con hai ní có ba bằng pẹt một chỉ mỗi nằng một nghĩa scan của giá đáy ní phong này hai ở vậy đại bị xét trên kênh bấm phong nơi lưu oppo ở đầu bạt pì rồi bỏ dương thì dương ba bằng pẹt một chỉ mỗi nằng super vụ đại chỉ bạch trai chia sẻ mò là bơm lươn trên kênh là bị phổ lồ giữa bàn đằng hai thế super phút ban bọc bẹt bốc chỉ mùi nằng tủ sạp lủng đắp cầm bô đập bọc lồng oppo đài nút cứ chia tủ sạp oppo find x lamborghini edition hai nằng trong thay đi phong đá giữa cả ban bọc bẹt super phút nước nóng nơi lươn tủ sạp đài oppo on the pro nằm bay thứ cả đo sải chun tờ lờ đập đơn ca đập bọc tệ chôn phong đá và lần này xong rồi lấy mơ graph đại bằng 2 ampi ca priêm thiết rồi biến ca sạc thông mô thông mặt đá rồi biến chỉ với nàng ca sạc thông mô là OPPO O đọc bằng pro mình chỉ với ca sạc thông mô thông mặt đá dưỡng anh phương ca sạc thông mô ban bị xôn tên bộ đội phía rồi đòi chậm nào đi ạ bê lớp bì bộ đội mà phê được tì vì ai ca sạc thông mô chỉ với nàng xúc thông vụ là OPPO O đọc bằng pro mình dưỡng anh phương ca sạc thông mô trâm tài vì ạ bê mình đo sai xong được tì tì anh phương ca sạc thông mô bị xôn rồi hô tạo bộ đội phía rồi đối ní dưỡng anh khơi nhạc cho ba ampi phim khóc này rồi viên bước lên ca sạc mô mình đi bạn đi dây xuống sạc tới không đẹp bên đoàn tì nhưng ai thưa ca sạc mô chỉ mới nâng super vụn đi rồi hôn ta đo sai sắp phía rồi phòng này nhưng bạn xóa hai mp bên trái bị chia rồi bỏ vụt đại bóng một bẹt mô chỉ mới nâng F4 đại vụt vì ai thưa ca sạc mô đại dây xóa bị xóa bỏ vì hai cứ ca sạc mô bằng này tí đi dây bán pi màu vì ai chụp lên đẹp ra ra vụ sọc ngay cứ miệng hô tạo đo chiếc một đôi liên nẹ trong mình bị phục lộ chụp máy ả và chạy khi không ca sọc mô super vụ mình vì ai thưa ca sạc mô lươn chiếc vụ rồi hô tạo đo bị đòn một hai đại dương ai thưa ca sạc mô ban lươn chiếc vụ rồi hô đo tới bật bị đòn nút cứ đòi xa tà super vụ ban ra chỉ môi nặng mô tụ được sạc vì xe đài miệng bật đô bí đài ăn ở nhà đại dương thưa ca sạc mô tạo lơ bật đô bí ni rôm khỉa tài mùi đối ní chỉ mới được ca sạc mo rồi bỏ super vụ nhưng anh thưa ca sạc mo bị xôn rồi hốt đau rồi phía đôi đòi chậm lại để p cao sai sập nhiệt tì
hay phiếu kết dụng ở kia bật có hai tháp bỏ sân chỉ sát mô lươn chân vì mình sẽ bắt đặc biệt ọt nếu bây nấy khi nhóm xông chai tháp vì bật chỉ mình sẽ bắt đặc biệt khăn đòi xa tại OPPO ban thư vơ ca áp hiệu vọt lơ chip đại chip lọc bọn cá biệt sẽ bắt đặc biệt lơ một nghĩa sát mô sụp hợp vụ này đại khăn nút cứ miếng pin sở tốt bài bọc bẹn bông chỉ mình tốt rồi bỏ tụi sát mũi sở tốt tiệt bọc bẹn bông chỉ mùi nặng sai sát tụi sát nặng pin sở tốt xanh tiết bọc bẹn tờ lơ sụp đông sát sụp hợp vụ này phòng này đại khăn nút cứ miếng chip đại OPPO ban thư vơ ca sầm đàn chính máu cứ dừng áo chụp thác VCU đại viết an là nhạc ở dân thư vơ ca rốt rốt từ lời xây to nạp hiếp này đông xác tỏ đôi chìa xây to nạp hiếp lời lời tủ sạp tay tỏ đôi chìa lợi bước này ca sạc phòng phòng này hai xúc phòng vụng này phòng này tỏ trực ban tổ tuôn score cô nạp hiếp tỏ đôi chìa tổ tuôn score sổ vát nạp hiếp đời mình tí vì sao rồi bỏ và tê áo lòng bỏ đại miên chung mô là bây là bây thôi tỏ đôi chìa rồi xác sản phẩm với chân mà hai đại mình tí vì sao đó cứ miên chung mô thác thơ Freeland nước hoa quốc tế Alabon chỉ mỗi năm bạch trai thì chia đo tổng nợ bạc này OPPO R17 Pro là bao nhiêu cậu ba bọc bẹp bông chỉ mới là software đầm bay thưa ca đầm ba ca là lớn tuổi sạc này ní ở ban ca tại là phòng này để software là bao nhiêu nút cứ mình chua thế thật là OE 5 trạch pì ní cái chia propon và đầm ca chúng nó trong cái đó đại ban bọc bẹp bông chỉ mới là OPPO R17 Pro là bao nhiêu đại vi ai thưa ca ban chạm bay chiếm môn cậu đôi chỉ chui sạc song trái tham một bộ ban chạm chiếm môn phòng này hai mục nghĩa bị xe đại khi ông pin chất chỉnh kê là lơ ốp khẩu lợi ôi em đang chạy pin đi phòng đáy nụ kì chìa mục nghĩa smart bà đã ăn nhà đến thư ca ba cao một thịt pi rôn khả nịa không pê tại mùi dưỡng anh thư ca chạy tốp xa đòi lên cầm lòng pê đầy như cầm bông mơ video ố nhưng mới có lên gà đòi mà mình ca đồng khang rồi bày tặng ồ đối ní nụ kì chìa mục nghĩa đại bị xe đại khi ông pin chất đầm bay chỉ tiếp căn để cho bà ông pi mục nghĩa bị xe bị xe nên lơ khẩu lợi ôi em đang chạy pin đi phòng đáy xung phiêu kê thì dùng nó tiếc anh chơi mơ tạm đan nơi click video đại một hai năm mục nghĩa rằng đi ចាំបន្តពីភ្ញៀវកិត្តិយសអស់គ្នាបានតាមដានលើឃ្លីបវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខឡូអេ5.2នេះហើយខ្ញុំបានសូមធ្វើការសង្ខេបខ្លីៗទៅលើចំណុចលេខធ្លោទាំងអស់ដែលបានបំពាក់មកជាមួយនឹង កាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់ទូរស័ព្ទនេះផងដែរក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលជាកាមេរ៉ាស្វ័យប្រវត្តិទៅលើអភិជនរបស់វាដែលយើងហៅថា Smart Aperture ដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការពន្លឺទៅតាមស្ថានភាពនៃប្លង់ថតរបស់យើងហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង TR កាមេរ៉ាដែលអាចធ្វើការសម្ព័ន្ធនៅកម្រិតរវាងមនុស្សនិងទីតាំងក៏ដូចជាកាមេរ៉ាផ្នែកខាងមុខដែលមានទំហំ 25 មេហ្គាបិកសែលបូករួមជាមួយនឹងសុភវុដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកបូករួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាស្កែនកញ្ចក់ឯងនៅលើអេក្រង់ហើយដែលពិសេសជាងនោះទៅទៀតយើងក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការខឡូអេ5.2ដែលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការពន្លឺទៅតាមស្ថានភាពនៃប្លង់ថតរបស់យើងហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹង TR កាមេរ៉ាដែលអាចធ្វើការសម្ព័ន្ធនៅកម្រិតរវាងមនុស្សនិងទីតាំងក៏ដូចជា
អរគុណអញ្ចឹងហើយលោកស្រីនាងកញ្ញាគឺពិតជាជក់ចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះថាអំបញ្ញមិញនេះគឺនាងខ្ញុំមើលមកភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាគឺ